hôm nay gặp mái tóc quá yếu luôn. Thì bé này hay duỗi và hay nhuộm rất là nhiều mọi người. Lúc trước nhuộm màu xanh đen, bây giờ nó trôi ra thì cái màu nó không được đều. Nhưng không sao, một lát duỗi nó sẽ trôi màu ra mọi người ạ. Mọi người có tin không? Tại vì lúc trước nâng nền xong rồi nhuộm màu xanh đen, nhưng bây giờ nó trôi, chỗ nào yếu nó sẽ trôi trước, chỗ nào khỏe nó giữ lại. Thì các bạn sấy khô, tóc rất là yếu, và chỗ còn đen và chỗ còn nâu. Thì trước tiên á, mình phải thẩm định xác định chính xác tình trạng tóc này như thế nào. Thì mình sẽ vào thuốc duỗi trước. À, phải vào cái phần tóc khỏe trước nha. Và sẵn ở đây Hùng sẽ chia sẻ cách chăm sóc tóc duỗi thẳng, duỗi cấp tốt nhất. Duỗi tóc là bước tạo kiểu có thể phá vỡ liên kết cũ và tái cấu trúc, giúp sợi tóc thẳng hơn, mượt mà, dễ vào nếp hơn. Cũng chính vì vậy mà những người sở hữu mái tóc cứng, xoăn, rễ tre tự nhiên thường được lựa chọn làm tóc thẳng để thay đổi vẻ bề ngoài của mình. Tuy nhiên, để mái tóc sâu duỗi luôn óng ả, mượt mà, không sợ rối, đừng bỏ qua những mẹo chăm sóc tóc duỗi chuẩn salon dưới đây. Không gội đầu trong 12 giờ sau khi duỗi tóc. Sau khi uống ép hay phục hồi, bạn đều phải kiêng dầu gội trong 72 giờ. Bởi đây là khoảng thời gian cần thiết để tóc ổn định lại cấu trúc, hấp thu thuốc vào nếp tốt hơn. Trường hợp gội đầu quá sớm hoặc để nước dính vào tóc sẽ không nhận được hiệu quả mong đợi. Thậm chí tình trạng sơ rối, mắc nếp chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, để mái tóc ống mượt như ý, hãy cố gắng chờ đợi sau 3 ngày mới gội đầu. Đây chính là khoảng thời gian vàng quyết định bộ bên màu, độ chắc khỏe và nguy cơ sơ rối chẻ ngọn của tóc sau này. Bảo vệ chăm sóc tóc duỗi với ánh nắng. Ánh nắng được xem là kẻ thù số 1 của mái tóc, do những tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời có thể đốt dưỡng chất trong tóc, khiến tóc dễ bị sơ. Không ít người sau này khi uống ép nhuộm thường có thói quen đều đần ra ngoài nắng. Điều này vô tình làm tổn thương tóc. Do vậy, một trong số những cách chăm sóc tóc duỗi tốt nhất là luôn đội mũ rộng vành tai khi ra ngoài nắng nhé. Ngoài ra, bạn cũng thể sử dụng một số serum dưỡng tóc dầu xả có chứa thành phần chống nắng để tránh gây hư tổn cho mái tóc. Tránh làm gãy tóc. Một trong hai ngày đầu sau khi duỗi, bạn cần tránh việc vén tóc qua tai, dùng thun buộc, kẹp tóc. Bởi điều này có thể làm cấu trúc tóc bị thắt lại, khiến mái tóc vĩnh viễn bị gãy nếp, không thể phục hồi. Mặt khác, luôn đi ngủ với mái tóc thẳng cũng là cách chăm sóc tóc duỗi, tránh làm gãy nếp hiệu quả. Theo đó, hãy cố gắng ngủ tư thế mái tóc được duỗi thẳng mượt, không có nếp gấp trong ít nhất 3 ngày đầu khi duỗi. Lựa chọn dầu xả, dầu gội phù hợp. Sau 3 ngày sau khi duỗi, bạn có thể gội đầu để loại bỏ cơn ngứa ngáy. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn lựa chọn dầu gội dịu nhẹ phù hợp với tất cả các loại tóc hư tổn, tóc mới vừa làm quá chất. Tiếp đến, cần sử dụng dầu xả kem mũi tóc trong 15 phút nhằm đảm bảo dưỡng chất trong sản phẩm thấm sâu vào tóc. Mọi người xem xong nhớ like, share comment, nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất nha.